Hello, xin kính chào đại gia đình, xin kính chào cả nhà nha. Đó, hôm nay là em ăn món hủ tiếu bò kho. Đó, ba vợ em không nấu bò kho. Em tối nay em không ăn bánh mì, cho nên là ăn hủ tiếu. Đó, rồi, đây, em mời cả nhà nha. Đây, trời ơi, chén nước chấm nè cả nhà. Đó. Nó xảy vào bảy chưa? Trời ơi, đây. Chén nước chấm. À, tương nè, tương ớt nè, sa tới nè, chanh nè, nó ớt ớt sắc nè, nó. Đây. Rồi mời cả nhà Mời nha. cả nhà. Mời cả nhà nha. Tô hủ tiếu bò kho đây. Xuất sắc chưa? Rồi mời cả nhà nha. Hương vị ăn coi nhớ hương vị Việt Nam mình nha cả nhà. Ba nấu bò kho là hết sảy rồi nè. Nhưng mà bữa nay em thiếu thiếu mua giá đi làm về trễ quá cả nhà. Nó đi làm về bận quá, bữa nay ra làm về trễ quá không có ghé mua giá được cả nhà. Đó, cái này bỏ giá vô ăn cũng ngon lắm, bỏ giá vô ăn nó ngon. Đó, nó đỡ vậy. Em ăn thì nếu mà hủ tiếu này em ăn em thích bỏ giá vô nha cả nhà, còn mình không thích ăn bỏ giá cũng được. Đây nó cho một miếng tương lên. Ngon lắm, Blem blem. Đây xuất sắc luôn. cục thịt này cả nhà, trời ơi còn bốc khói luôn nè, thấy không, bốc khói nghi ngút chưa. Cục gừng nè, ngon ha. Ba nấu bò kho ngon. Ba nấu bò kho ngon, nấu bò kho nấu phở rồi ngon. Đây cả nhà. Bởi vì nhiều khi ra đường cái anh đòi ăn bò kho em nói thôi, bò kho ở nhà ba nấu là hết nó ha. Hơi bị lạc lạc ở ngoài đường nó ăn, mà mà ăn ở nhà em làm thì nó cái vị nó hơi ngọt ngọt hơn chút xíu nha cả nhà, vị ngon ngọt. Nêm nếm hơi ngọt ngọt, ngọt ngọt mặn mặn đây. Ba em bỏ hành tây thường nhiều giống với lại cà rốt á cả nhà. Ở nhà em nấu nó thơm, nó thơm, nó không có bị hôi mùi bò. Ba em luộc với rượu với giấm gì không biết mà. Không có cả nhà. Bởi vì anh ra đường anh cứ đòi ăn bò kho, anh nói nó đừng bò kho nhà ba nấu à. Một tô bò kho này giờ ngoài bán cũng mười mấy đồng, mười mười mấy đồng á, nếu mà bò kho không á thì nó là cũng cũng giống cỡ 14 phải không, cỡ 14 tại đồng. vì nói chung lâu quá không có đi ra ngoài ăn, tại vì nhà ba em nấu ăn ngon cả nhà. Tại giờ ở ngoài mình ăn nó mắc cả nhà, ăn mắc cho nên thôi chưa. Ở nhà mình nấu nó hợp vệ sinh đồ hơn nữa, nó Đúng bị rồi, nó không có sợ phun nước miếng lại nó mình không có sợ không bị phun nước miếng gọi vô là nha nó cả chất nhà. lượng hơn, rồi mình nấu theo cái khẩu vị của mình. Nhiều khi ở ngoài ăn đâu có hợp khẩu vị với mình. Nhưng mà nhiều khi lắm thì giống mỗi nhà mỗi cảnh, giống như ai ở nhà cũng không biết nấu hết rồi sao đúng không. Giống như nhà vậy thôi á, đâu có đi ra ngoài, đâu có ăn ở nhà, tại vì ở nhà không có người nấu, còn mình có ba mình nấu. Cũng lâu lâu giống như lâu mà cũng nấu cơm, nấu cơm ăn với bọn có một món một hai món nào. Gà kho nấm, gà kho nấm ha, hay là cái gì đó muốn ăn cái gì thịt kho à? Cái gì gà kho nấm rơm, thịt kho quẹt gì đó đúng không. Gà kho nấm cái này bò cả nhà. Giờ ba em không xả đá gầm bên đây thì mình đâu có ăn lắm,
tại vì mua đi chợ mua 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 rồi để đó chứ. Còn nếu mà được như mà cả nhà mình có rảnh á, ngày nghỉ đồ á, có muốn nấu á, mình đi vô Costco mình mua bò đó, đó bò bò nó để ngăn mát đó, về mình nấu liền đó thì bây giờ trời lạnh đó. Cũng bắn lắm chứ chạy. Đi rồi. Ngon quá hả? Giờ mình ba em muốn luộc với rượu. Rửa rượu, rửa đồ kỹ lắm. Rửa rượu rồi xong rồi anh luộc cái gì? Rồi. Cái bò kho này anh nhắm luộc sơ một miếng, luộc sơ chút xíu. Tại vì khi mà trong ngăn đá mình bỏ ra cả nhà, mình phải luộc sơ cái đó đi, những cái mà cái chất đồ đó, khi mình bỏ đông đá rồi nó sẽ nó bò kho là ăn mấy ngày, 4 ngày, 3 ngày, mấy bữa thì nấu bún riêu. Nói chung món bò kho này cũng là món cũ của em á cả nhà, cho nên cũng thích ăn, thích ăn lắm, cho nên là nấu bao nhiêu mình ăn cỡ ăn hả 2-3 ngày cũng được. Ba em có nấu nguyên một cái món này nữa, không có dám ăn nhiều. Chưa bụng để về tối ăn rồi quay clip cho cả nhà mình xem luôn. Ba em nấu một cái món này cũng ngon lắm, nó là cái ớt xanh green chili, ba em nấu với lại súp mỡi. Cái ớt xanh nó đặc biệt là chỉ có bên tiểu bang New Mexico nó mới có thôi, của người New Mexico á. Ớt xanh đó cái ba em nấu với bò với khoai tây hầm rượu ra ngon lắm. Này hành, củ hành, cà rốt cả nhà, thịt bò và gia vị bò kho, gia vị nấu bò kho đó. Nếu mà nấu 2 lít nước đó, thì mình chắc cái này ba em không, nhà em nấu thường bỏ giống như một cái gói gia vị đó thì nó cho 1 lít nước đi, thì thường ba em sẽ nấu là 2 lít nước là sẽ bỏ vô 3 gói. Nếu mà ăn mà hủ tiếu bò kho hoặc là mì bò kho á, hồi xưa là giờ cũng còn, giờ thì em giờ thì hạn chế ăn mì gói lại cả nhà, mì gói hả? Giống như mấy cái ngày mà em ăn tương á, em ăn mì gói á, cái mùi bột á, cái mùi bột của nó bị hôi á, nó giống như nó mùi mốc vậy. Bữa ăn vô cái nó quọn luôn á cả nhà. Với hồi đó khổ quá cả nhà, đó đi lên Sài Gòn lập nghiệp á, trời ơi khổ lắm, mới lên Sài Gòn hả, có hả 100-200 ngàn ở trong túi à. Bạn nó rủ đi hả, học xong 12 là đi cái hả, lên nó trời ơi, ở mà chúng nuôi chúng mũi nha cả nhà. Đó, chỗ lên tưởng thằng bạn, chỗ thằng bạn nó làm quán cà phê đó, tưởng là lên là xin được chưa đó làm luôn, ai nhà lên ổng không nhận. Ổng không nhận đó. Mới lên ngày đầu tiên á, còn 100-200 người,
dắt nó đi ăn cơm, hai thằng đi ăn cơm tắm rồi ha, uống cà phê đúng không, ngon lành lắm. Cái xong cũng hết mấy chục ngàn đó, cũng còn mà được mấy chục ngàn, nên nó thôi mấy chục ngàn chắc cũng thôi đáng. Này con cũng cúng mì ăn vậy, tạm hết nước rồi. Ráng cả nhà ráng, nó thôi rồi xong rồi, chắc là phải ăn mì gói kiếm để tiết kiệm tiền, để tới khi nào mà đi kiếm việc làm được. Rồi đó, nói chung 3-4 ngày là cái quán cà phê đó, thì cái khúc ngoài sau quán là có cái chỗ mà pha cà phê rồi đó, là nó có cái cửa, nó có cửa bên hông là nó đối diện với mặt đường, là chỗ đó là nằm ở trên cái lề đường là giữ xe luôn. Còn bên kia là nhà của ông chủ, mà ông chủ đó ông khó chịu nữa cả nhà, ông khó chịu nữa. Rồi bằng ngày á, bằng ngày ra ngoài bãi ngồi xe giữ xe đó, ngồi ngoài đó đó, rồi xong á thằng bạn nó làm á, sáng á thằng bạn nó làm tới trưa, tới tầm 1-2 giờ á tới ca nó nghỉ á, nó mới vô nó nấu mì gói thì nó mới đem ra, nó bưng ra đó, nó bưng ra cho ngồi ăn. À, cũng được 3-4 ngày liền mà giấc sáng á, rồi tối á đợi ông phải đi qua nhà ông ngủ mới dám chui lên ngủ ké đó, tại vì cũng có thằng bạn nó ngủ ở đó, nó mới ngủ ké với nó. Rồi sáng á đâu dám thức sớm, một tại vì ông bán cà phê là thường ông qua tiệm sớm lắm, tầm tới 10 giờ 11 giờ là khi nào mà ông đi qua nhà. Không đi qua nhà cái thằng bạn nó mới chạy vô, nó kêu ơi Khương ơi đi xuống đó. Trời ơi thấy giống ở giống như là đi bốn ngày cái thằng bạn nó thấy kiểu này hoài không được. Cái cũng có một thằng bạn làm chung đó, nó là cũng dạng tuổi như tụi em đó, nó là người ở miền Trung á, tụi nó cái mướn nhà ở bên mà tự nhiên bây giờ quên mà sao rồi sao nữa, là mới kêu qua ở chung. Mới qua ở nhà mà cả nhà có biết không, một tháng rưỡi trời ở nhà em không biết hộp cơm là gì luôn á, cứ ngủ đi làm á, xin kiếm chỗ làm, đợi đừng kiếm chỗ làm, rồi không kiếm chỗ làm thì không, chưa có hồ sơ, không có ai nhận hết. Rồi ở nhờ vậy hoài một tháng mấy, mà nói chung là mình cũng ngại lắm, mà ngủ á mướn cái nhà đó, cái lầu dưới là vừa để xe và hai vợ chồng kia thì ngủ ở dưới, còn 6 thằng ngủ ở trên, ngủ trên lầu á. Tối ngủ mà giống như cá mồi nằm nhích vậy nè, quay qua là đụng đó đó. Mà trong đó một tháng rưỡi trời là sáng một gói mì, chiều là tới tối ăn cỡ khoảng ngủ tới trưa vậy đó mới ăn một gói mì, thức dậy ăn gói mì đó, rồi tới chiều tối luôn á mới ăn gói mì nữa, rồi tối đi ngủ. Rồi tới chừng nào mới tìm được việc làm? Rồi xong tầm một tháng mấy, gần 2 tháng trời, thằng bạn nó mới kiếm được việc làm cho là đi phụ bán đồ ăn đó. Đó là mới đỡ, là mới có cơm ăn đó, lúc đó mới có cơm ăn đó. Giờ mày đặt chơi mày gói. Bởi vì mình ăn giống như là mình ăn riết rồi mình sợ rồi đó cả nhà. Cái gì cũng vậy, mình ăn không phải chơi nữa. Giờ bữa nay nhiều cái chảnh, ta nói là ở dưới quê ngày xưa khổ vậy đó mà chảnh. Không có chảnh, nói chung giờ cỡ nào khổ cũng được,
Trời ơi, bây giờ ngủ ngoài đường ngoài bụi cũng được vậy. Nhưng mà cái món giống như cái món nào mà mình bây giờ mình bị ngậy rồi á. Nhưng đó em ở bên này không phải bị ngậy nữa. Bên này hồi đó anh qua anh cũng vẫn ăn mì gói rồi. em ở bên này nè. Biết rồi. Mấy bữa trước ăn cái mì mà mì chay á mà giống giống như nó bị mốc hay gì á. Ăn vô cái mùi cũng giống như cái mùi mốc nữa. Trời Mai ơi. lấy mì lá bồ đề ngoài gara nè, mì đó mới mới mua thùng. Tự nhiên nó quặn người luôn á, ăn mà nó quặn nuốt Em ở bên không đây vô là luôn hồi á. xưa em đi học high school là cũng về ăn mì gói không, tại lúc ở nhà thì thu có ai đâu nấu nướng, ngày nào cũng mì gói chứ, ngày nào cũng mì gói luôn, ăn riết mà ghê luôn chứ ngậy gì, chứ giờ đâu có gì ăn, đâu có mì gói ăn là cùng ai. Nhiều khi nhiều bữa theo lệnh ăn là thôi ở đây cũng không còn gì ăn luôn. Đó chứ đâu phải chơi đâu, tại vì đi bây giờ ăn mì gói nhiều quá đâu tốt không. Bây giờ báo đài người ta đã báo thông báo trong cái mì gói ở cả nhà là nó chứa chất gây ung thư nhiều lắm á, cho nên là mình bây giờ mình hạn chế lại đi cả nhà ơi. Đó, lâu lâu thèm để ăn được. Rồi, xin cảm ơn cả nhà, em đã vét sạch tô, sạch nước, thấy chưa cả nhà? Rồi, đó, hôm nay review bò kho, ngon quá cả nhà ơi, bò kho nhà làm, đó, ăn hết luôn. Thương ba Ừ. Rồi, sạch bách bành banh, đó. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã bỏ thời gian quý báu ra để coi video của tụi em nha cả nhà. Đó. Rồi cả nhà mình thích tụi em sẽ làm cái gì đó thì nhớ comment ở bên dưới nha cả nhà. Đó. Thì em sẽ đi review cho những cả nhà mình xem nha. Đó. Và video của em nó có hay dở ở đâu không? Cả nhà mình nhớ cho ý kiến nhé để tụi em có thể hoàn thiện mình. À, một ngày một hay hơn để cho cả nhà mình đón xem nha cả nhà. Đó, còn bây giờ thì em xin kính chúc cả nhà gia đình hạnh phúc ấm no sức khỏe dồi dào nha. Đó. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian của mình ra coi like hay coi video của tụi em nha. Đó. Rồi bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Hãy nhớ đăng ký, subscribe, share, like, chia sẻ giùm và gia đình em nha. Và nhớ bấm cái nút chuông bên cạnh để tụi em có nhiều động lực. Đó. Thấy hay nhớ bấm like giùm em với nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào video kế tiếp. Bye.